của chị Elizabeth và anh Philip. Và hai người thân của chị Elizabeth và anh Philip ngày hôm nay sẽ lên thể đàn cho sinh nhật của anh chị một ca khúc rất là mùi mẫn, không được mang tên Duyên Kiếp. Xin mời tiếng hát của Tô Tô An Toàn và chị Cathy Huệ dành cho anh Philip và chị Elizabeth. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn cho tiếng hát của Tô Tô An Toàn và chị Cathy Huệ. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Philippe et Elisabeth. Et moi, je chante avec Monsieur Anton. Bon, pour les deux.
merci. Xin cảm ơn tiếng hát của Tô Tô Hoàn Toàn và chị Kathy Huệ. Và để tiếp nối chương trình, tiếng hát phương xin mời quý vị cùng chờ đợi.